Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu món xoài lá dứa nước cốt dừa. Xoài dẻo, ngon, bóng và lên màu đẹp. Và đặc biệt là khi để nguội thì xoài không bị cứng. Cách nấu này thì vừa nhanh, gọn, đơn giản và dễ dàng thực hiện. Các bạn xem mà có yêu thích thì mình mời các bạn vào cùng xem và cùng thực hiện món xoài lá dứa nước cốt dừa này ha. Rồi, để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị là 1kg nếp sáp. Loại nếp người ta bán lẻ thông thường bên ngoài đó các bạn. Thì nếu như mà các bạn chọn loại nếp khác thì lượng nước thì mình cũng có thể là mình điều chỉnh lại một chút xíu. Và 100g lá dứa tươi. Lá dứa thì các bạn chọn những cái lá già để cho cái màu xanh nó được đậm. Phần lá này thì mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình đi cắt nhỏ phần lá dứa này ra để cho vào gói sinh tố mình xay. Một trăm gram lá dứa thì mình dùng là 1 lít nước hoặc là 1 lít 2 cũng được luôn. Rồi, lá dứa này thì sau khi mình đã xay xong rồi nè, thì đối với là 1kg nếp là mình dùng 1 lít nước là mình ngâm nó hơi ít, chút xíu nó nở ra là nó không có đủ, cho nên là mình bù thêm là 200ml nữa, là tổng lượng nước này là mình dùng là 1 lít 2 ha. Trước khi ngâm nếp thì phần nếp này mình đã vo rửa thật sạch rồi, để chút nữa khi mà mình ngâm xong rồi thì mình không có vo rửa lại. Cho vào đây là nửa muỗng canh muối và 1 lít 2 nước lá dứa. Đối với màu lá dứa tự nhiên thì lúc mình chưa nấu là cái màu xanh rất là đậm đẹp như thế này đó các bạn. Nhưng mà khi mình nấu lên thì cái màu nó rất là nhạt. Để giữ lại cái màu xanh nó được đẹp hơn thì mình sẽ dùng là hương lá dứa nè. Còn nếu như mà các bạn không có hoặc là mình không thích cho màu lá dứa vào thì mình để cái màu xanh nhạt tự nhiên ha. Mình dùng là khoảng 1/8 cây muỗng canh nè, tương đương với là nửa muỗng cà phê nhỏ. Còn nếu như mà các bạn không có hương lá dứa này thì các bạn dùng màu thực phẩm là mình dùng là khoảng 15 giọt. Rồi trộn đều lên. Thì bây giờ là lượng nước lá dứa này mà nếu như mà các bạn không bù nước vô thêm đó, thì chút nữa phần nếp đi nó nở ra nè, nó hút khô hết. Những cái hạt nếp nó nằm ở trên mặt thì nó không được đều. Vì trong lúc ngâm là mình không có trộn, trộn là nó bị nát nếp hết. Cho nên là lúc này thì các bạn phải cho cái lượng nước nó là khoảng 1 lít 2 nó mới đủ ha. Thì phần này mình để ngâm trong vòng khoảng từ 1 tiếng rưỡi cho đến là 2 tiếng đồng hồ. Cho cái màu xanh nó ngấm vô bên trong hạt nếp hết. Trong thời gian ngâm thì mình để im, mình không có trộn. Mình trộn là những hạt nếp này nó nát. Rồi sau khi mình đã để ngâm được là 2 tiếng đồng hồ sau rồi. Lúc này thì nếp nó nở ra rồi nè. Nó ngấm vô cái màu xanh lá dứa rồi đó. Lúc này nó lên cái màu rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đổ qua cái rổ để loại bỏ phần nước lá dứa. Khi mà các bạn cho ra cái rổ rồi nè, mình để cho nó rõ nước khoảng là 4 hoặc là 5 phút nữa, cho nó rõ sạch hết phần nước lá dứa xuống đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nước cốt để đi nấu xoài. Thì đối với là 1kg nếp thì mình dùng là 300ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì các bạn dùng nước cốt dừa vắt hoặc là nước cốt dừa lon đều được hết. Một muỗng canh dầu ăn để cho phần xoài nó được bóng đẹp. Do là trong nếp hồi nãy mình ngâm thì mình có dùng muối rồi, cho nên là mình không có cho muối vào đây. Nếu như mà trong lúc mình ngâm nếp mình không có dùng muối thì bây giờ mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê nhỏ muối. Mở bếp nấu cho phần nước cốt này nó sôi lên, rồi mình mới cho hết phần nếp vào đây. Còn nếu như mà các bạn cho đường vào trong lúc này thì mình sẽ giảm lại lượng nước cốt nha. Mình dùng 50g đường thì nước cốt thì mình giật lại là 50ml. Nhưng mà mình cho đường vào thì mình hấp nó lâu chín hơn là mình không có cho đường. Thì phần này mình hấp sôi trước đi để chút nữa đường mình cho vào sau mình ăn. Nếp này khi mình đã ngâm 2 tiếng đồng hồ rồi đó các bạn. Cho nên là những hạt nếp nó rất là mềm. Lúc mình sơ thì mình sơ nhẹ nhẹ thôi. Và mình vẫn để bếp lửa lớn ha. Khi nào mà nó rút khô phần nước cốt này thì mình giảm mức lửa nhỏ xuống. Mình dùng cái giá mình đảo ở lớp dưới nè. Đừng để cho nó bị khét. Và cái lớp dưới thì do là nước cốt nó nóng đó, cho nên là phần nếp này nó cũng không có bị gãy. Khi mà mình đảo được một lát rồi nè, phần nước nó cũng rút gần hết vô những hạt nếp rồi đó. Thì lúc này mình giảm lại mức lửa nhỏ xuống thôi. Mình đảo khi nào mà phần nước cốt nó rút vô những hạt nếp hết là được. Cách này thì mình hấp xoài rất là nhanh chín.
và những hạt nếp nó rút vô phần nước cốt nhiều, cho nên là mình ăn nó có độ béo ngon. Khi mà mình để nguội lại, xoài này nó cũng không có bị cứng nữa. Bây giờ mình sẽ cho ra cái son hấp nè. Phả đều lên. Mồi một lỗ ngay giữa để hơi nó lên cho phần xoài này nó nhanh chín. Bây giờ mình sẽ bắt lên nồi mình hấp. Lượng nước hấp xoài thì các bạn đừng có dùng nhiều quá ha. Mình dùng là 1 phần 3 so với là cái son hấp thôi. Lượng nước cao quá là nước nó bay lên, nó chạm đáy phần xoài là xoài mình nó bị nhão. Xoài này thì mình đã ngâm và mình đã xào nếp rồi, cho nên là mình hấp rất là nhanh chín. Và phần xoài này thì mình hấp trong vòng 20 phút với mức lửa lớn là phần xoài này nó chín. Và trong thời gian hấp xoài thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần muối mè đậu phộng để ăn kèm. Mình dùng là 100g đậu phộng mình rang rồi mình đập bể 2 bể 3 ra và 2 muỗng mè rang, 3 muỗng đường, 1 ít muối, khoảng 1 phần 3 muỗng. Rồi phần này thì mình trộn đều lên. Trong phần xoài thì nó có cái đầu béo béo sẵn rồi, nhưng mà mình ăn kèm thêm phần này thì nó sẽ được thơm ngon hơn. Muối mè đậu phộng thì mình đã làm xong rồi. Nếu như mà có dừa xài thì mình ăn kèm với là thêm dừa xài vào nữa thì món xoài mình nó thêm phần hấp dẫn hơn nữa nhé. Bây giờ quay lại phần xoài hấp của mình nãy giờ nè. Lúc này thì nãy giờ mình đã hấp được là 20 phút sau rồi. Xoài lúc này nó chín rồi. Bây giờ mình dùng đũa nè, mình xới cho nó tơi lên. Khi mà xới tơi đều lên xong rồi thì tiếp tục mình hấp thêm khoảng 5 phút sau nữa cho phần xoài này nó được chín kỹ hơn. Khi mà mình để nguội thì phần xoài này nó không có bị cứng. Rồi sau khi mình đã hấp thêm là được 5 phút sau rồi, lúc này thì phần xoài nó chín rất là kỹ rồi đó các bạn. Và nó cũng đều ra nữa nè. Những hạt nếp các bạn thấy nè, nó còn nguyên luôn nhưng mà nó bóng, nó không có bị nát và không có bị nhão và cũng không có khô luôn. Còn nếu như mà các bạn hấp mà nó khô quá thì khi nó nguội lại thì xoài mình ăn nó bị cứng. Sau khi mà phần xoài này nè, mình đã để cho nó nguội rồi đó. Bây giờ mình sẽ dít ra dĩa để mình ăn kèm với phần muối mè và đậu phộng. Những hạt xoài bóng nè, còn nguyên hạt nhưng mà rất là mềm luôn, không có bị cứng xoài. Xoài này thì các bạn ăn chung với phần đường, muối mè và đậu phộng. Có dừa xài thì mình cho dừa xài thêm thì nó tăng thêm độ hấp dẫn của món xoài lá dứa này ha. Phần đường, muối mè và đậu phộng này thì mình ăn ít hoặc là nhiều là tùy thích thôi. Khi nào mình ăn thì mình sẽ trộn phần đường, muối mè và đậu phộng vô như thế này. Thì đường mình trộn vô phần xoài một chút xíu là nó tan ra hết à. Phần xoài này thì các bạn nhìn những hạt nếp nó bóng còn nguyên nè. Xoài ăn có độ béo, mặn mặn, ngọt ngọt và rất là thơm mùi lá dứa luôn. Kết hợp với phần mè rang và đậu phộng rang vào nữa, ăn món xoài rất là ngon luôn các bạn ơi. Và khi chưa ăn thì mình múc ra dĩa hoặc là để trong son như thế này. Mình để qua ngày sau thì mình ăn nó cũng vẫn ngon, mềm, không có bị cứng xoài. Và cách nấu xoài như thế này thì mình thấy nó vừa nhanh, gọn, lẹ và cũng dễ dàng thực hiện nữa. Các bạn xem mà có yêu thích thì các bạn cho mình một lượt like, một lượt đăng ký. Khi đăng ký kênh thì nó có hiện ra cái chuông thông báo, các bạn ấn vào nút chuông đó luôn. Để khi mình đăng video mới lên thì các bạn là người đầu tiên để nhận được thông báo. Và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.